một người ngồi trong nắng, mắt buồn đẫm lệ tuôn, ngậm bờ môi cay đắng, mơ từng hạt cơm ngon. Ngày vui giờ đã buồn, những cơn say đã tàn, còn đâu chiều ca muôn đêm lạc an. Người ngồi nghe thương nhớ, ôi buồn phút quạnh hiu. Nào người chia cơm áo, đâu người hằng thương yêu. Còn chăng người cha hiền, những đêm thâu ưu phiền. Về thôi và sẽ nói với cha rằng cha ơi con nay đã về, tôi đây cùng chơi với cha. Bao nhiêu tháng năm hoang đàng, một lần xin dấu ăn năn. Con xin làm người tôi hầu, trọn đời bên cha dấu yêu. Rồi mau những khi u sầu, con được tình cha xót thương nhiều. Trong nắng bước lần quãng đường xưa, tìm về nơi xa đó chút một thời u mê. Chiều nay người đã về, khóc trong tay cha già, ngậm ngùi và khẽ nói với cha già: cha ơi con nay đã về, tôi đây cùng chơi với cha. Bao nhiêu tháng năm hoang đàng, một lần xin dấu ăn năn. Con xin làm người tôi hầu, trọn đời bên cha dấu yêu. Dù mãi những khi u sầu, con được tình cha xót thương nhiều. Cha ơi con nay đã về, tôi đây cùng chơi với cha. Bao nhiêu tháng năm hoang đàng, một lần xin dấu ăn năn. Con xin làm người tôi hầu, trọn đời bên cha dấu yêu. Rồi mai những khi u sầu, con được tình cha xót thương nhiều. Cha ơi con nay đã về, tôi đây cùng chơi với cha. Bao nhiêu tháng năm hoang đàng, một lần xin dấu ăn năn. Con xin làm người tôi hầu, trọn đời bên cha dấu. Rồi mãi những khi u sầu, con được tìm cha xót thương.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cuối xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Lạy Mẹ Maria, vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ. Ngày thứ bảy, phía dưới là hai quả tim của Chúa Giêsu và Đức Maria. Trái tim của Chúa Giêsu có vòng gai chung quanh, nhắc nhở chúng ta biết rằng cuộc thương khó của Đức Kitô là sự biểu lộ tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với loài người. Trái tim của Đức Maria bị lưỡi đồng đâm thâu, gợi cho chúng ta sự liên kết đặc biệt của Đức Maria trong mầu nhiệm cứu độ mà Đức Giêsu thực hiện. Hơn ai hết, mẹ được hiệp thông sâu xa với những đau khổ của con mẹ. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn mạch không hề cạn của lòng nhân từ và thương xót của Thiên Chúa. Chúng con chúc tụng, ngợi khen và cảm ơn Chúa đã chết để cứu chuộc chúng con. Lạy Trái Tim Mẹ Maria, xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa và tình mẫu tử của Mẹ dành cho chúng con. Xin Mẹ dạy chúng con bước theo gót Đức Kitô và Mẹ trên con đường yêu thương đến tự hiến mình cho Thiên Chúa và tha nhân. Cách duyên trong thời kỳ đại dịch này có rất nhiều khó khăn vật chất cũng như tinh thần. Xin cho chúng con biết yêu thương, quảng đại hy sinh giúp đỡ nhau và không tìm cách trục lợi cho cá nhân hay cho gia đình. Kính mời cộng đoàn dâng ý nguyện riêng. Lạy rất thánh đồng trinh Maria, là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bầu chưa cứu dung mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhân lời, nhân vì xưa ấy con lấy lòng trông cậy than vang, chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi, lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một chút lòng thương và nhắm lời con cùng. Amen. Lạy Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa là đấng vô nhiễm nguyên tội, chúng con xin dâng hiến cuộc đời mình cho Mẹ với tước hiệu Đức Mẹ hay làm phép lạ. Ước gì mẫu ân này là một dấu hiệu chắc chắn của tình Mẹ yêu thương mỗi người chúng con và nhắc nhở lòng mến của chúng con đối với Mẹ. Ước gì khi đeo ân này, chúng con được Mẹ chúc lành và yêu thương che chở, và Mẹ gìn giữ chúng con trong ơn nghĩa với Chúa Kitô, con của Mẹ. Ôi Trinh Nữ rất thần thánh, Mẹ của Đấng Cứu Thế, xin giữ chúng con bên cạnh Mẹ mỗi giây phút cuộc đời chúng con.
Xin cầu bầu cho chúng con được ơn chết lành, nhờ được kết hợp với mẹ, chúng con được hưởng phúc nước trời luôn mãi. Amen. Alleluia, lời Chúa dẫn soi con đường đi. Alleluia, lời Chúa khắc ghi như dòng suối. Alleluia, lời Chúa ban thêm ba nguồn sống, phúc cho người vui nghe, yêu mến gâm suy lời luôn. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử người rằng: Có được phép rảy vợ vì bất cứ lẽ gì không? Người đáp: Nào các ông chẳng đọc thấy rằng từ thuở ban đầu tạo hóa đã dựng loài người có nam có nữ, và người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác, cho nên họ không còn là hai nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly? Họ hỏi lại: Vậy tại sao Mô-xê đã truyền các tờ ly hôn mà cho rảy vợ? Người đáp: Vì lòng chai đá của các ông mà Mô-xê đã cho phép các ông rảy vợ. Nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng, ai rảy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình, và ai cưới người đã bị rảy, cũng phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người rằng, nếu sự thể việc vợ chồng như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ. Người đáp: Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì nước trời tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu. Đó là lời Chúa. Con khôn khó
trái tim vẹn thuyền, không nhiễm vương tội nguyên. Lòng con cất tiếng tung hô cảm mến, trái tim mẹ lành cực khoan. Cất tiếng tung hô cảm mến, trái tim qua yêu nhân trần. Lòng mẹ đau đớn xót xa trăm đường, vòng gai thâu suốt in bao đền những nỗi bạc phong. Tin kính cậy chồng yêu mến hết lòng. Ôi trái tim vẹn tuyệt, không nhiễm vương tội nguyên. Lạy mẹ Maria, vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin mẹ. Lạy mẹ Maria, vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin mẹ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.